được làm đẹp cả nhà. Thì hôm nay Yến sẽ chia sẻ cách cắm một bình hoa đồng tiền để trang trí phòng khách của mình ha, sao cho bắt mắt. Thì Yến sẽ sử dụng một cái dĩa giống như thế này ha. Và Yến sử dụng hoa đồng tiền, thủy trúc nè. Rồi đây là cỏ đuôi chồn, lá cọ ha. Rồi và hoa đồng tiền là hoa chủ đạo. Ok, thì bây giờ Yến sẽ bắt đầu Yến cắm nha. Đầu tiên là Yến sẽ tạo hình với gọi là thủy trúc trước. Rồi, Yến dùng thủy trúc ha. Yến làm 4 tầng như thế này. Rồi sau đó Yến sẽ dùng tới lá cọ. Yến sẽ cầm một cái bông hoa
chừa là cái phần này để chia với một miếng tận dụng để làm phun hoa ha. Nhìn tổng quan thì là Yến đã khá gọi là khá hài lòng rồi ha. Thì bây giờ Yến cũng có một cái điểm nhấn. Rồi, đó là Yến đã hoàn tất xong gọi là cái bình hoa đồng tiền để bàn phòng khách của nhà mình rồi ha. Thì đây Yến sẽ nhắc lại các bước ha. Thì Yến tận dụng bút xốp. Đó, thì cả nhà chỉ cần gọi là lấy một cái dĩa như thế này bình thường thôi. Rồi mình gọi là mình sẽ đổ nước vào trong đây nè. Đó, là mình có thể gọi là giữ cục xốp này nó được luôn luôn đầy nước ha. Rồi sau đó Yến sử dụng gọi là 4 năm gọi là thủy trúc. Yến sẽ lắp như thế này, làm 4 tầng ha. Rồi sau đó Yến sẽ cắm hoa đồng tiền, là Yến sẽ cắm một cái bông nó hướng ra ngoài nghe, đi theo cái chiều này. Đó, là Yến sử dụng là 5 bông đồng tiền ha, ngũ phúc. Rồi sau đó là Yến sử dụng lá cọ để Yến che, thứ nhất là che cái phần dĩa phía dưới, thứ hai là Yến che cái phần bên đây ha, tại vì hoa Yến đã nghiêng qua bên đây rồi. Đó, và cuối cùng là Yến sẽ sử dụng gọi là cái đầu của cái cây thủy trúc nè, Yến làm hoa ở đây ha. Và Yến sử dụng thêm gọi là đuôi chồn để Yến làm che những cái khuyết điểm mà Yến cần che ha. Và cuối cùng Yến làm điểm nhấn hai cái cây thủy trúc ở trên đầu. Thì mình đã có một cái bình hoa đơn giản để bàn ha, cho phòng khách của nhà mình. Thì cái bình này thì mình có thể trang trí trong những cái loại là dịp quan trọng hoặc là tiệc họp mặt của gia đình mình ha. Rồi chúc cả nhà sẽ thành công với cái bình hoa này. Nếu cả nhà thích thì nhớ nhấn like nha. Tạm biệt cả nhà.